Xin chào mừng tất cả anh chị em, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube của Lê Chí Linh. Và chúng ta hãy bấm vào nút subscribe để ủng hộ kênh. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và chủ đề ngày hôm nay Linh sẽ chia sẻ: phải làm gì để tìm kiếm niềm đam mê? Tôi không cần biết đam mê của bạn đó là gì. Tôi cũng không quan tâm bạn đã từng gặp vấn đề gì khi chinh phục cái niềm đam mê đó. Nhưng hãy nhớ rằng khi bạn thực sự khao khát và quyết tâm thì niềm đam mê sẽ nằm trong tầm tay của bạn. Và đam mê đó chính là cái động lực đã khiến Bill Gates, Steve Jobs từ bỏ việc học và để trở thành những ông trùm về công nghệ. Và đam mê đó chính là cái lý do để bạn thức dậy mỗi sáng và hào hứng thức khuya hàng đêm. Và đam mê đó chính là cái cảm giác hào hứng mãn nguyện khi bạn đang sống một cuộc sống của chính mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chính xác cái niềm đam mê thực sự của bản thân mình là gì. Và trước khi xác định được niềm đam mê, hãy nghĩ về điều thúc đẩy bạn đưa ra những cái quyết định của chính bạn. Và đừng cố làm hài lòng bất kỳ một ai, và đừng cầu mong người khác nghĩ tốt về mình. Và hãy ngừng ngay cái việc mà ép buộc bản thân nên làm thế này và nên làm thế kia. Bởi vì điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy chán chường và bất mãn về lựa chọn của chính bản thân mình. Và hãy nghĩ về những điều mà bạn mong muốn, chứ không phải những điều mà ai đó bảo với bạn rằng bạn phải làm như thế. Và đam mê đó chính là khi bạn cảm thấy hãnh diện với bản thân trong tất cả những cái quyết định của chính mình. Khi đó bạn không phải cố tỏ vẻ đam mê ngoài hay làm hài lòng bất kỳ một ai. Bởi điều đó xuất phát từ chính con người bạn, và chỉ riêng mình bạn mới có thể nhận ra được điều đó. Và giá trị của bạn là sức mạnh của niềm tin mà bạn cần phải có. Và khi không được sống theo những giá trị của chính mình thì bạn mất đi động lực để bản thân cố gắng nỗ lực từng ngày. Nếu bạn chưa bao giờ nghĩ đủ sâu về những điều bạn trân trọng trong cuộc sống, hoặc những nhu cầu và khát vọng của người khác luôn được ưu tiên đặt trên nhu cầu của bản thân, thì việc xác định đam mê sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Và ngay lúc này, bạn hãy dành thời gian để nhìn lại về những trải nghiệm quá khứ và nghĩ về điều khiến bạn cảm thấy hào hứng trong cuộc sống của chính mình. Và hãy nghĩ về những cái lúc mà bạn cảm thấy hạnh phúc nhất. Bạn đang làm gì vào lúc đó? Ai đã ở bên bạn? Và hãy nghĩ về những cái giây phút đó, bạn cảm thấy nó như thế nào? Và hãy luôn nghĩ về những điều bạn thích và những ước mơ bạn muốn được làm. Điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc cho tới khi tìm kiếm được niềm đam mê thực sự. Thì bạn hãy đặt ra cho mình những cái mục tiêu, chịu trách nhiệm và quyết tâm thực hiện nó. Và hãy kiên trì với chính bản thân mình. Hãy luôn ở trong tư thế sẵn sàng chấp nhận trở ngại và thách thức để chinh phục niềm đam mê của chính mình. Hãy xem mọi thử thách là một trải nghiệm để học hỏi. Khi bạn thực sự tìm kiếm được niềm đam mê, thì bạn đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm từ việc theo đuổi niềm đam mê đó. Hãy đối xử tốt với bản thân mình và đừng để những cái lời chỉ trích thành vật cản cái con đường mà bạn sẽ đi. Bởi vì đam mê đó là của bạn. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn để tìm được thứ thực sự lôi cuốn bạn. Hãy luôn là chính mình và sống với niềm đam mê đó. Bởi vì cuộc đời là do chính bạn quyết định, chứ không phải bất kỳ một ai khác. Và nếu như bạn vẫn chưa tìm được kiếm được cái niềm đam mê của chính cuộc đời của mình, hãy đến với Đại học Triệu Phú và Leadership Training. Và chương trình này sẽ giúp các bạn tìm thấy niềm đam mê và lẽ sống cuộc đời của bạn, giúp bạn thay đổi hoàn toàn cái cuộc đời của mình. Và đây, chúng ta đến với chương trình này, chúng ta hãy để lại tên và số điện thoại dưới đoạn video clip này, và chúng ta sẽ liên hệ và tư vấn cho bạn về cái chương trình. Và chúc bạn có một buổi tối vui vẻ và thành công. Và hãy nhớ bấm vào nút subscribe và nhớ vào bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video. Và chúc cho anh chị một buổi tối vui vẻ và thành công. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta vào 9 giờ tối ngày mai trên kênh Lê Chí Linh.